Thưa quý vị, trong chuyến công tác tại Quảng Ngãi, chiều nay ngày 23 tháng 12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, tặng quà và động viên bà con nhân dân xã Nông thôn mới Bình Thuận, huyện Bình Sơn, cùng đi có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Tặng quà động viên bà con xã Bình Thuận, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng vì đời sống người dân trong xã không ngừng được nâng cao, trên địa bàn xã có hàng chục dự án công nghiệp lớn đã đang và sẽ triển khai xong Chủ tịch nước chỉ rõ do số lượng người dân thuộc diện phải di rời nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho khu kinh tế dung quất và các dự án là khá lớn đây cũng là nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi sự quan tâm vào cuộc của chính quyền các cấp và đặc biệt cần có sự ủng hộ hy sinh giúp đỡ tạo điều kiện của bà con nhân dân trong xã để phát triển kinh tế xã hội địa phương Chủ tịch nước ghi nhận những thành công chung của tỉnh Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn và xã Bình Thuận thời gian qua, nhất là kết quả trong phát triển kinh tế công nghiệp, nhờ đó hạ tầng đường xá được nâng cấp, đời sống người dân được cải thiện. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi quan tâm hơn giảm số hộ nghèo hiện nay còn 136 hộ, nhất là khi xã Bình Thuận nằm ở vùng trung tâm phát triển công nghiệp, mang lại nguồn lực lớn cho tỉnh Quảng Ngãi chính quyền địa phương cũng cần quan tâm nâng cao trình độ sức khỏe cho bà con để tiếp cận việc làm thuận lợi dễ dàng hơn qua đó vươn lên thoát nghèo chủ tịch nước cũng đề nghị chính quyền địa phương bà con nhân dân và cả các doanh nghiệp trên địa bàn thể hiện trách nhiệm xã hội quan tâm chăm lo việc học tập cho con em trong xã đánh giá cao bà con nhân dân xã bình thuận đã tích cực ủng hộ các dự án phát triển kinh tế xã hội địa phương nhường đất cho các dự án và di rời đến nơi ở mới Chủ tịch nước yêu cầu các cấp chính quyền địa phương cần dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề này, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên nguyên tắc chỗ ở mới phải tối thiểu bằng và phấn đấu hơn nơi ở cũ, đặc biệt là cần bảo đảm điều kiện sinh kế của người dân. Đây cũng là yêu cầu không chỉ với xã Bình Thuận mà đối với tất cả các xã của huyện Bình Sơn nói riêng, các huyện của Quảng Ngãi thuộc diện di rời phục vụ phát triển công nghiệp bởi kinh tế của tỉnh phát triển chỉ có ý nghĩa đầy đủ và sâu sắc khi mọi người dân đều cảm thấy niềm vui trong sự phát triển đó đề nghị chính quyền người dân quảng ngãi quan tâm đầu tư và chăm lo hơn nữa cho việc học hành của con em chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp chính quyền trong tỉnh cần thường xuyên lắng nghe tiếp thu trao đổi giải đáp thắc mắc của người dân đặc biệt là trong quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế xã hội đúng với chủ trương luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm là mục tiêu của các hoạch định chính sách Dịp này Chủ tịch nước đã tặng quà cho các gia đình người có công cách mạng, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Bình Thuận. Sáng nay 23 tháng 12 tại Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới hiện đại của quân đoàn 12. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao và biểu dương các cán bộ chiến sĩ quân đoàn 12 và các lực lượng tham gia đã hoàn thành xuất sắc các nội dung của cuộc diễn tập, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, với điểm đặc biệt là việc hợp đồng chiến đấu của nhiều quân binh chủng, lực lượng chủ lực từ nhiều hướng, nhiều địa bàn và sử dụng nhiều trang thiết bị vũ khí, khí tài do Việt Nam cải tiến hoặc sản xuất. Đây cũng là minh chứng sự trưởng thành lớn mạnh toàn diện mọi mặt của quân đội Việt Nam anh hùng với sự giúp đỡ của nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh Căn cứ tình hình và do yêu cầu mới, quân đoàn 12 mới được thành lập nhưng đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức ổn định, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xứng đáng là quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng được tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Thời gian tới phát huy kết quả cuộc diễn tập Thủ tướng đề nghị quân đội và các lực lượng triển khai hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí trang bị xác định diễn tập huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên, tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại, nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng trong môi trường chiến tranh hiện đại. Đồng thời làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị hiện đại và vũ khí trang bị của quân đội ta nghiên cứu chế tạo sản xuất. Chiều nay 23 tháng 12 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới tham dự dự án nhà máy sản xuất chất bán dẫn Hana Micron Vina 2 tại khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên của công ty trách nhiệm hữu hạn Hana Micron Vina Hàn Quốc. Đây là dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiên tại miền Bắc với tổng vốn đầu tư gần 600 triệu đô la Mỹ. Dự kiến năm nay, doanh thu của công ty đạt 300 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2025, công ty có kế hoạch tăng tổng mức đầu tư lên hơn 1 tỷ đô la Mỹ, doanh thu dự kiến đạt 800 triệu đô la Mỹ và tạo việc làm cho khoảng hơn 4.000 lao động. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động và sự phát triển của công ty, có phần thúc đẩy sự hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các đối tác khác để phát triển công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam. Đây là ngành mới nổi, có vai trò quan trọng và là xu thế phát triển của thế giới. Việt Nam đang tích cực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, xây dựng hệ sinh thái phát triển ngành bán dẫn ở cả ba công đoạn là thiết kế, xây dựng nhà máy sản xuất chip và đóng gói kiểm thử. Thủ tướng đề nghị công ty tiếp tục xác định Việt Nam là cứ điểm để đầu tư lâu dài, cùng địa phương nỗ lực vượt qua các khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay, phối hợp với các đối tác mở rộng sản xuất kinh doanh hiệu quả, hài hòa lợi ích với địa phương và người lao động. Thủ tướng mong muốn công ty tiếp tục nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sử dụng nhiều người lao động Việt Nam hơn và trong ban lãnh đạo của công ty sẽ có người Việt Nam chuyển giao công nghệ sản xuất, quản lý. Thủ tướng đề nghị công ty tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Chúc mừng công ty nhân dịp năm mới và Giáng sinh. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn cam kết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài nói chung. Hana Macron Vina nói riêng. Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe các nhà đầu tư để điều chỉnh, bổ sung các chính sách tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, nỗ lực nhiều hơn nữa để tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh năm sau tốt hơn, thuận lợi hơn năm trước, hỗ trợ nhà đầu tư có hiệu quả hơn năm trước. Chiều nay tại thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức lễ khánh thành nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Bà Thẻn. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự buổi lễ. Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Bà Thẻn tại thôn Thượng Minh được khởi công xây dựng với sự đồng hành của các nhà tài trợ và sự chung tay góp sức từ một triệu bước chân đi bộ chạy bộ của đoàn viên hội viên thanh niên người dân cả nước với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng đồng chí đỗ văn chiến mong muốn bà con nhân dân phải cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình nhất là gìn giữ hồn cốt của người dân tộc là trung thực thật thà tốt bụng chịu thương chịu khó trong khuôn khổ buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 10 xe đạp và 10 xuất quà, 500 áo ấm cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, 50 túi quà an sinh cho các già làng trưởng bản, người có uy tín, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lâm Bình, trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 5 công trình ngôi nhà hạnh phúc cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, một công trình cầu hạnh phúc và một phòng tin học cho em với tổng trị giá hơn 850 triệu đồng. Ngày 23 tháng 12 tại thành phố Quy Nhơn đã diễn ra lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo một số bộ ban ngành địa phương đã tới tham dự. Theo quy hoạch, đến năm 2030, Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, là trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ, du lịch và văn hóa phía Nam của vùng, trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển, trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ, hiện đại. Kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững và xanh dựa trên 5 trụ cột tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ du lịch, cảng biển, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị hóa, đô thị thông minh đến năm 2050, Bình Định tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung với GRDP bình quân đầu người và đô thị hóa cao hơn bình quân chung cả nước.